Chào mừng quý khán thính giả đến với Mặt Trời Mới Channel. Rất cảm ơn tận tình của quý khán thính giả đã ủng hộ. Mỗi ngày mỗi một cái video tôi sẽ tải lên cả hai cái đường link trên đầu video. Thì quý khán giả nào chưa vào kênh nào thì nhấn vào cái đường link để vào kênh những kênh tiếp theo. Mỗi đường link nó có để tên là Nielsen Channel hoặc là Mặt Trời Mới Channel. Bây giờ hôm nay chúng ta đi vào cái bản tin về những cái tình hình Covid ở trong nước và thế giới. Ngày hôm qua thì chúng ta có những cái tin không được vui về Hà Nội, thì hôm nay chúng ta lại có những cái tin vui. Trời đất thì rất công bằng, có ngày không vui có ngày vui, chứ ngày nào cũng không vui hết thì làm sao mà người ta có thể có động lực để sống, đúng không? Bây giờ chúng ta đi vào cái bản tin đã. Thành phố Hồ Chí Minh thêm hơn Thành phố Hồ Chí Minh được cấp thêm hơn 666.000 liều vaccine Pfizer và AstraZeneca. Như là bữa ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 con số 6 và 3 con số 0. Đây là những con số đẹp. Có hôm nào rảnh tôi sẽ nói với các bạn về ý nghĩa của các con số nhé. Thành phố Hồ Chí Minh được thêm hơn 666.000 liều vaccine Pfizer và AstraZeneca. Có nghĩa là Thành phố Hồ Chí Minh được tiếp nhận hơn 620.000 liều vaccine Pfizer và 46.000 liều vaccine AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ, và được dự kiến là ngày hôm nay là ngày 24 tháng 9 nè, sẽ được phân bổ đến các quận huyện. Như vậy thì sắp tới đây, 5 ngày trước Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ cho 500.000 liều vaccine Verocell. Nhưng mà riêng cái số vaccine Verocell này thì phải chờ thẩm định. Thì vậy nhà nước ta cũng kỹ ha, tới vaccine của Trung Quốc thì chúng ta phải thẩm định lại. Tại vì mỗi một cái lô về chúng ta phải thẩm định theo từng lô, chứ không thể nào mà cứ đại trà được. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm ngày 20 tháng 9 thì đã đề xuất được phân bổ hơn 6 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân đến cuối tháng 10. Mục tiêu là để sớm mà hoàn tất bao phủ hai mũi cho hơn 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên tại Thành phố Hồ Chí Minh này. Như vậy thành phố dự kiến cái nhu cầu vaccine từ ngày 20 tháng 9 cho đến ngày 31 tháng 10 là khoảng 472 liều để tiêm mũi 1, và cái số lượng vaccine cần để tiêm mũi 2 là gần 5,6 triệu liều cho những người đã đến thời hạn tiêm mũi 2, và hơn 4,9 triệu liều AstraZeneca hoặc Pfizer để tiêm cho những người đã tiêm mũi 1 là cái vaccine AstraZeneca mà đã đủ được 18 đến 12 tuần, và 624.000 liều Verocell để tiêm cho những người đã tiêm mũi 1 đủ 3 tuần. Như vậy có nghĩa là những người tiêm mũi 2 từ AstraZeneca mà đã đủ 8 cho đến 12 tuần á, thì họ có thể sẽ được tiêm là AstraZeneca hoặc Pfizer mũi 2. Và cái số lượng cần để tiêm cho những người này là 4,9 triệu liều. Có nghĩa là chúng ta đã có 4,9 triệu người đã tiêm mũi 1 và họ đang cần tiêm mũi 2. Một trong những số đó là tôi. Hôm nay là tôi đã được 7 tuần lễ rồi. Đến ngày tiêm chắc được 8 tuần. Và mũi 1 là tôi tiêm AstraZeneca. Mà đợt này thành phố về tới 620.000 liều vaccine Pfizer, chắc lẽ tôi sẽ được tiêm mũi 2 là Pfizer. Kể ra là cũng may mắn. Ở đời tôi nói các bạn nghe, hay là một phần, nhưng mà hay mà phải may nữa nha. Cho nên những người mà ta thành công đa số là đã hay mà lại còn may. Điều đó nó cũng thuộc vào cái phước phận của mỗi người. Ăn ở có đức thì mặc sức mà không phải lo, đúng không? Mặc sức mà hưởng. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, thành phố mình sẽ nới lỏng dần dần từng bước để các hoạt động kinh tế theo lộ trình trên cơ sở là kiểm soát rủi ro về dịch tễ và mức độ bảo vệ của người dân, bao gồm có là một đó là tiến độ tiêm vaccine và an toàn của hệ thống y tế theo từng giai đoạn, từng địa bàn cụ thể, và mỗi cái lộ trình nó cũng phải được xác định, gồm cái giai đoạn thứ nhất là từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Giai đoạn thứ hai là từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 1 năm 2020. Và giai đoạn sau ngày 15 tháng 1 năm 2020 thì 2022. Xin lỗi 2022. Thì hôm trước là tôi cũng đã có trình bày với các bạn là các lộ trình mở cửa của Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm có 3 giai đoạn như vậy.
Như vậy thì ta tính đến ngày 22 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được một mũi 1 là 6.780.000 người, đạt tỷ lệ là 94,1% cho dân số từ 18 tuổi trở lên, và mũi 2 là 2.200.000 người, tỷ lệ là 30,5% cũng cho dân số từ 18 tuổi trở lên. Nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch tiêm vaccine, đảm bảo tiêm mũi 1 cho tất cả người trên 18 tuổi và nhắc lại mũi 2, nhắc có nghĩa là tiêm nhắc các bạn, tiêm nhắc mũi 2 cho toàn bộ những người tiêm mũi 1. Và đặc biệt là chúng ta phải ưu tiên cho tuyến đầu là 1, người có nguy cơ cao là 2. Và cùng với đó thì sẽ nghiên cứu thêm cái phương án là tiêm vaccine cho trẻ em, bởi đặc biệt là những trẻ em có nguy cơ cao như là có các cái bệnh nền hoặc là các cái bệnh béo phì. Những người dân trên 18 tuổi, thành phố cũng khuyến cáo là nếu những người dân trên 18 tuổi mà chưa được tiêm vaccine mũi 1 thì chỉ cần là gửi cái tin nhắn đến tổng đài 8066 theo cú pháp MUI1, là họ tên, là năm sinh, quận huyện, là được đăng ký danh sách để mà tiêm ngay. Nghĩa là bây giờ là thành phố của Hồ Chí Minh của chúng ta, cũng ngành y tế của thành phố cũng khuyến cáo người dân là sau khi tiêm vaccine thì chúng ta cũng phải tiếp tục phòng bệnh theo cái thông điệp 5K để bảo vệ cho bản thân mình và cộng đồng trước cái đại dịch. Chứ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là cũng không có nên mà chủ quan, thì chúng ta đã bị một cái trận rất là nặng, trong lịch sử 100 năm mới có một lần, cho nên chúng ta không có thể mà chủ quan được. Cứ nhìn Hà Nội trong cái đêm Trung Thu và cái cú mà đau thương của chúng ta từ sau 30 tháng 4 đến giờ, thì mong là quý khán thính giả dù có chích được 2 mũi này, chúng ta cũng phải cẩn thận. Bởi vì chúng ta đã được nhưng mà còn những người xung quanh chưa được. Chúng ta cần phải bảo vệ cho chúng ta và bảo vệ cho những người xung quanh. Tất cả cùng khỏe mạnh thì chúng ta mới khỏe mạnh được. Chúng ta thêm một cái tin mới thứ hai nữa, đó là thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức rút cái khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca xuống còn 6 tuần. Trước đây thì theo quy định thì từ 4 tới 12 tuần của nhà sản xuất, nhưng mà để cái thời gian mà nó phát huy được tối đa thì chúng ta nên để từ 8 đến 12 tuần. Bây giờ do cái nhu cầu thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút xuống chính thức là tối thiểu là người đã phải được 6 tuần. Nghĩa là từ 6 tuần trở đi thì có thể chích được cái mũi vaccine AstraZeneca thứ hai hoặc là cái mũi Pfizer. Đó. Thì hiện nay chúng ta đã có cái lượng là 660.000, trong đó là 620.000 là Pfizer, thì khả năng chúng ta sẽ chích cứ từ 6 tuần trở đi. Hôm trước là bắt buộc phải từ 8 tuần trở đi mới được chích, nhưng mà bây giờ từ 6 tuần trở đi thì có thể được chích rồi. Nó đảm bảo an toàn cho người dân. Nhưng mà theo ta biết á, nếu mà tiêm mũi 1 mà từ ngày thứ 22 cho đến ngày dưới 6 tuần á, thì nó chỉ cái hiệu quả kháng thể mà nó sinh ra thì chỉ đạt mới có là 55,1% thôi. Còn nếu từ 6 tới 8 tuần thì cái hiệu quả kháng thể đạt được 59,7%. Và nếu sau 12 tuần á, thì cái hiệu quả mà của cái kháng thể nó sinh ra trong cái mũi 1 á, là 12 tuần á, là 80%. Cho nên nếu chúng ta mà tiêm cái khoảng từ 6 tới 8 tuần á, thì cái kháng thể nó sẽ sinh ra gần 60%, hoặc là sau 8 tuần thì nó có khả năng là khoảng 70-70%. Cho nên là từ 6 tuần trở đi thì chúng ta có thể chích được cái mũi 2 rồi. Thì cái mũi 2 nó vào nó sẽ tăng cường cái kháng thể ra thêm nữa là đủ 100%, hay đủ 90%, đảm bảo cho chúng ta trong thời gian 1 năm, rồi mỗi năm chúng ta chích lại. Đó. Như vậy thì nó sẽ rất là tốt cho chúng ta. Chứ mà nếu chúng ta đợi đủ 12 tuần á, thì cái vấn đề nó rất là căng. 12 tuần thì thêm 1 tháng, nghĩa là các bạn phải thêm 1 tháng tới 1 tháng rưỡi nữa, thì không có thể nào mà sinh hoạt ra làm việc hoặc làm ấy được. Cho nên thôi bây giờ nếu từ 6 tuần trở lên, mà tôi khuyên quý khán giả, nếu mà người nào đã chích cứ mũi 1 AstraZeneca từ 6 tuần trở lên mà bắt đầu mà có cái thuốc thì chúng ta nên chích. Bởi vì chúng ta sẽ chích một trong hai loại AstraZeneca hoặc là Pfizer, mà từ đây tới cuối năm từ Pfizer về rất là nhiều. Mà hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã có 600.000 liều rồi. Nếu bạn chích đợt này thì mấy bạn nên chích, thì mong sẽ được chích Pfizer nha.
nó đảm bảo tốt hơn để sau này chúng ta có thể chích nhát những cái thuốc khác mà nó phù hợp với cái Pfizer. Đó là cái phần tin tôi đem đến cho các bạn. Bây giờ chúng ta chuyển qua một cái tin khác nữa. Đó là Việt Nam chúng ta đã chế tạo được vaccine Sputnik V của Nga. Như vậy thì cái công ty sinh phẩm mà Vabotech của chúng ta đã trực thuộc Bộ Y tế thì đã sản xuất thành công cái lô vaccine đầu tiên là COVID-19 Sputnik V của Nga. Cái này là liên doanh giữa chúng ta, nghĩa là Nga chuyển giao công nghệ cho chúng ta. Thì theo cái thông báo thì cái vaccine này nó có hiệu quả tới 93,5%, nghĩa là nó cũng tương đương với Moderna. Và chính phủ của chúng ta đã đồng ý mua lại 40 triệu liều vaccine Sputnik V của Việt Nam sản xuất. Nghĩa là Việt Nam, cái công ty này nó sản xuất ra rồi chính phủ mua lại của công ty này để chích cho người dân chúng ta. Như vậy thì cái Liên bang Nga họ đã phân tích, thẩm định và đánh giá là cái hiệu quả chúng ta sản xuất đó là đạt được cái tiêu chuẩn quy định của cái loại thuốc này. Ông tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt là chủ tịch Vibotech cho biết là chúng tôi rất vui công bố là đã sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Và phía Nga họ đã đánh giá và phân tích và đánh giá là chúng ta đã đạt được cái chất lượng, đạt được chất lượng. Như vậy thì theo kế hoạch là vaccine Sputnik V này sẽ do Vibotech sản xuất sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân. Trước mắt là chúng ta phục vụ cho toàn dân, sau đó chúng ta sẽ xuất khẩu. Đó. Và chúng ta là cái lô vaccine đầu tiên của chúng ta được đăng ký đầu tiên trên thế giới với lịch tiêm là 2 mũi và khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần lễ là đối với vaccine Sputnik V. Thì theo một số tạp chí trên thế giới thì họ lại công bố là họ qua thử nghiệm, họ công bố thì The Plan thì công bố là Sputnik V hiệu quả lên tới 91,6%. Nhưng mà thì ta thấy từ trên 90% là đó là tốt rồi, nó tương đương với Moderna với Pfizer, chênh lệch nhau 1-2%. Thì ta thấy cũng thấy một số dây chuyền vậy rất là phù hợp ha. Để trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 thì người lao động cần phải có những cái điều kiện gì? Thì ngày 24 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã lên những cái phương án phối hợp với người đón người lao động tại các tỉnh, thành phố trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc, trong đó có cả cái phương thức vận chuyển và các điều kiện để được đi lại. Thì theo thống kê từ tháng 7/2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các địa phương và đưa khoảng 33.000 người lao động về 34 tỉnh thành phố an toàn theo nguyện vọng của người dân. Nhưng mà để tạo điều kiện cho các người lao động trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc và khôi phục các cái hoạt động kinh tế thì riêng Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các sở ngành xây dựng phương án để mà đảm bảo an toàn và thực hiện các đúng các cái quy định về phòng chống dịch. Đối tượng trong cái phương án vận chuyển đó là những người lao động thuộc các cái doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn thành phố, bao gồm có các, một là công nhân nè, hai là các chuyên gia mà họ đã quay trở về tỉnh, thành phố của các tỉnh và bây giờ họ cần phải quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo mọi điều kiện về cả phương tiện vận chuyển. Như vậy, để trở lại thành phố làm việc, người lao động phải đáp ứng các điều kiện như là phải có kế hoạch làm việc được tại các cái doanh nghiệp hợp tác xã có văn bản xác nhận, gửi cái thông báo và đã được tiêm vaccine một mũi. Đủ điều kiện là bạn từ ngày bạn tiêm và sau đó là 14 ngày sau khi tiêm thì những người đó sẽ được trở vào Thành phố Hồ Chí Minh và vào đây thì sẽ tiếp tục tiêm mũi 2, hoặc là họ đã có bệnh COVID-19 nhưng mà họ đã được khỏi bệnh và có xác nhận của cơ quan y tế thì đã khỏi bệnh. Chính ra những người khỏi bệnh nó mới là tốt của các bạn, bởi vì khi họ đã chống lại được với vaccine với con COVID thì có nghĩa là cái cơ thể họ đã phát sinh ra cái sức đề kháng rồi. Đa số những người mà đã qua được khỏi bệnh thì không cần phải chích ngừa nữa trong thời gian ít nhất là 6 tháng. Nếu họ có chích thì sau 6 tháng sau mới chích, bởi vì cơ thể họ đã phát sinh ra được cái chất đề kháng rất là tốt. Và cái điều kiện nữa là họ phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 có hiệu lực theo quy định. Và cái người lao động phải được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố mà nơi mà họ đang sống hiện tại này, đang cư trú á, cho phép họ di chuyển
Nghĩa là đối với những cái địa phương mà nó có vùng cam, vùng đỏ thì mới cần cái giấy này. Còn những cái địa phương mà vùng vàng hay vùng xanh thì không cần nha. Để đảm bảo cái an toàn trong công tác phòng chống dịch. À, nếu mà đối với cái việc mà đi lại bằng đường bộ thì Sở Giao thông Vận tải sẽ đưa ra ba cái phương thức. Một đó là đơn vị sẽ sử dụng lao động tổ chức bằng cách gửi phương án đến các cơ quan đầu mối của quận, huyện, khu chế xuất để rà soát và tổng hợp, và sau đó thì sẽ tìm cách, có nghĩa là những cái đơn vị doanh nghiệp mà họ có những cái người công nhân thì họ đưa danh sách lên, và những người đó sinh sống tại đâu thì trên những danh sách đó thì Sở Giao thông Vận tải họ sẽ xem xét và họ sẽ bố trí các loại xe cộ để đi đến từng địa phương, thông báo ngày giờ để mà đón những người đó vào làm việc. Và dĩ nhiên là Sở Giao thông Vận tải sẽ cấp cái giấy, những cái giấy tờ cần thiết cho các cái loại xe, thường như là mã cốt nè, để các xe tỉnh thành phố đi vào đi ra là được theo cái quy định của thành phố. Các xe này sẽ trả những cái loại khách người lao động này tại các bến xe như bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, và sau đó người lao động từ bến xe về nơi cư trú bằng xe taxi, nhưng mà cái xe taxi này là phải được Sở Giao thông Vận tải cấp phép, hoặc xe những cái loại xe mà trung chuyển trong thành phố do chính cái doanh nghiệp mà người đó làm việc đăng ký, thì nó hơi khó đi lại trong cái vấn đề cái thời điểm hiện nay. Nhưng mà chúng ta buộc phải thích nghi thôi, bởi vì chúng ta phải trở lại cuộc sống bình thường trong cái điều kiện không bình thường. Với đó là cũng để đảm bảo cho cái an toàn chống dịch bệnh của cái người lao động cũng như là những người khác, chúng ta đảm bảo chấp hành theo những cái quy định này để chúng ta có thể làm việc được. Nó tóm lại là các những cái nơi mà quản lý cần người lao động, ví dụ như là những cái khu công nghệ cao, những cái ban quản lý khu chế xuất, những cái nơi làm đầu mối, phải làm đầu mối tổng hợp nhu cầu. Thí dụ như cái ban quản lý khu công nghệ cao và khu chế xuất đó, trong cái khu của họ có bao nhiêu nhà máy, công ty, xí nghiệp, thì họ phải tới gặp từng nhà máy đó để lấy danh sách của những người công nhân đã đi trở về quê và quay trở lại. Thì ngày nào để trên này Sở Giao thông Vận tải họ sắp xếp, họ đăng ký cho xe đưa từ ngoài tỉnh vào bến xe miền Đông hoặc bến xe miền Tây, rồi họ sắp xếp xe chở về từ đó về cái nơi làm việc hoặc là cái nơi họ trú ngụ. Còn nếu như họ chưa có nơi trú ngụ thì nhà máy, công ty phải sắp xếp một những cái chỗ cho họ trú ngụ. Nói chung là nó phải có một cái sự phối hợp giữa các cái đơn vị sử dụng người lao động với Sở Giao thông Vận tải để cho cái chu trình, cái quy trình nó đảm bảo được cho cái người lao động họ từ ngoài quê vào thành phố một cách an toàn. Và cái điều kiện duy nhất tiên quyết là bắt buộc phải có là họ phải chích được một mũi vaccine và phải có giấy xác nhận là âm tính, và phải chích mũi vaccine mà từ cái ngày chích cho tới ngày đi vào thành phố Hồ Chí Minh là sau 14 ngày, cái nghĩa là ngày thứ 15 trở đi. Tại sao phải đòi 14 ngày đó các bạn? Bởi vì 14 ngày đó là trong cơ thể nó mới bắt đầu nó phát sinh cái kháng thể để mà phòng ngừa. Đó là tất cả những cái phương án để thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị để mà đón cái kế hoạch để mà đón người lao động trở lại thành phố. Xem xét tất cả mọi cái họ đều những cái công ty mà họ bây giờ, nó thật ra là các công ty họ rất cần người lao động trở lại, cho nên họ sẽ tích cực phối hợp với thành phố làm tất cả đầy đủ những quy trình. Còn về bản thân người lao động thì các bạn phải chuẩn bị những cái giấy tờ cần thiết cho bản thân mình. Thứ nhất là về quy định chung đối người lao động khi trở lại thành phố, thì khi mà các bạn mua vé và lên xe thì các bạn phải xuất trình được cái bản chụp giấy đề nghị kèm danh sách người lao động của cái đơn vị mà tiếp nhận các bạn. Thứ hai là cái bản chính của cái giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72 giờ, nghĩa là cái khi cái giờ mà bạn mà lên xe đó, là cái giấy xét nghiệm tính nó phải có trong phạm vi khoảng là 72 giờ, tức là nó tương đương mấy ngày vậy ta, 24, 36,
48 là khoảng 3 ngày vậy các bạn. Đấy, các bạn cứ nhắm cái giờ nào đi thì các bạn làm xét nghiệm âm tính cho nó gần đó, ra tới những cái cơ quan mà cái đơn vị y tế gần đó để mình làm giấy xét nghiệm. Rồi và cái thứ ba nữa là giấy xác nhận đã được tiêm vaccine một mũi, và kể ngày tiêm tới ngày bạn lên xe đó là phải được từ 14 ngày trở đi. Hoặc là nếu bạn là người có bệnh thì phải có giấy xác nhận là đã khỏi bệnh Covid. Như vậy thì đây là một những cái kế hoạch cụ thể để thành phố Hồ Chí Minh đón người lao động trở lại. Là cũng có một số cái tin vui cho các bạn vậy. Thêm một cái tin vui nữa đó là thành phố, trong thành phố, nghĩa là thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh, là thêm một địa phương nữa của thành phố Hồ Chí Minh đã về cơ bản kiểm soát được dịch. Có nghĩa là thành phố Thủ Đức ngày xưa nó là cái vùng đỏ và cái vùng cam, nghĩa là cái vùng nguy cơ rất cao và vùng nguy cơ cao. Nhưng bây giờ thành phố Thủ Đức đã kiểm soát được và bây giờ đã trở thành là vùng vàng của toàn cái thành phố Thủ Đức. Mà các bạn biết thành phố Thủ Đức là một cái thành phố rất là quan trọng đối với thành phố Hồ Chí Minh. Lý do là nơi thành phố Thủ Đức là nơi tập trung các cái khu chế xuất, các cái khu công nghệ cao, những cái khu quản lý, các trường đại học và một số khu du lịch. Đồng thời nó cũng là nơi tập trung cái chợ đầu mối nổi tiếng nhất, là lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đó là chợ đầu mối Thủ Đức. Cho nên khi mà thành phố này nó kiểm soát được thì về cơ bản nó sẽ giải quyết và đưa thành phố hoạt động trở lại một cách rất là nhộn nhịp. Mà đa số công nhân mà nằm ở cái thành phố Thủ Đức này là nhiều. Cho nên đây là cũng là một cái vấn đề cơ bản, vấn đề rất là mừng của thành phố Thủ Đức. Theo nhận xét của bà Lê Thị Hồng Nga, phó giám đốc CDC thành phố, HCDC thành phố, thì bà nhận xét là trong thời gian vừa qua 3 tuần cuối này thì thành phố Hồ Chí Minh đã giảm cái lượng nhiễm Covid rất là nhiều, giảm rất là đáng kể, và cái lượng mà F0 cũng giảm xuống nữa. Vì lý do đó cho nên là cái thành phố Thủ Đức về cơ bản là đã kiểm soát được dịch và có thể trở lại hoạt động. Đó cũng nhờ công sức đóng góp của tất cả các đảng bộ và nhân dân thành phố Thủ Đức, mà ông bí thư thành phố Thủ Đức đó là ông Nguyễn Văn Hiếu đã thông báo như vậy. Thì đó là một điều rất là vui và chúc mừng nhân dân thành phố Thủ Đức. Về cơ bản thì tính tối ngày hôm qua, ngày 22 tháng 9 thì cả nước đã nhiễm tăng thêm là 11.527 ca nhiễm mới. Nhưng mà riêng thành phố Hồ Chí Minh là tăng thêm 5.435 ca. Như vậy là so với ngày 21 thì thành phố Hồ Chí Minh đã giảm xuống là 1.086 ca. Là cả thành phố nó có vấn đề giảm. Như vậy thì thành phố Hồ Chí Minh là cái địa phương mà có ca giảm nhiều nhất là 1.086 ca, Long An giảm 63 ca, Tiền Giang giảm 16 ca. Trong khi đó thì Bình Dương lại tăng 570 ca, Đồng Nai tăng 340 ca, An Giang tăng 65 ca. Như vậy trung bình trong 7 ngày qua thì là mỗi ngày chúng ta sẽ tăng cả nước là 10.465 ca. Dịch bệnh cũng vẫn còn nặng lắm các bạn, chúng ta phải cảnh giác thôi chứ không có đùa được. Chúng ta thấy là ngay tại thành phố Phú Quốc có 9 xã huyện thì hiện nay đã lan ra hết 5, coi như là nó chiếm 2/3. Và Phú Quốc hiện nay là thành phố Phú Quốc đã có 107 ca bị nhiễm Covid. Bây giờ thành phố Phú Quốc mới là ra cái quyết định là phải chích ngừa 100% người từ 18 tuổi trở lên thì mới mở cửa du lịch được, chứ nó rất là nguy hiểm. Chuyển qua Hàn Quốc, có số ca tăng vọt, số ca Covid-19 sau lễ Tết Trung Thu. Như vậy thì trong ngày 24 tháng 9, Hàn Quốc đã vọt số ca tăng lên là 2.434 ca do việc người dân đi lại nhiều trong cái lễ Chuseok, còn gọi là lễ Tết Trung Thu, hay là cái lễ tạ ơn của người Hàn Quốc. Thì các bạn biết đối với người Hàn Quốc thì cái Tết Trung Thu rất là quan trọng đối với họ. Cho nên cái số ca nhiễm của toàn quốc là tăng lên là 295.132 ca. Trong đó là nó tăng mạnh là 2.434 ca. Là bởi vì cái ngày lễ Trung Thu nó rất là nguy hiểm các bạn đó.
Tuy nhiên cái lệnh cấm tụ tập tại các cái sự kiện mang tính gia đình này cũng do là họ nới lỏng, cũng giống y như Hà Nội à, trong cái lễ Trung Thu. Do đó người dân họ được gặp gỡ nhóm 8 người với điều kiện ít nhất là 4 người trong nhóm đã tiêm vaccine đầy đủ. Tuy là nó có cái nới lỏng một chút mà vẫn còn bị tăng cái ca bệnh như thế. Tôi không hiểu Hà Nội mình có tăng hay không mà bữa nay chưa thấy thông báo. Hay là có rồi lại cái băng ủy ban dân Hà Nội họ lại im lìm, họ lại là thế nào, là Hà Nội làm việc không có. Nói thật sự là tới ngày nay cái lãnh đạo Hà Nội tôi thấy làm việc là chưa được nghiêm túc lắm. Thủ tướng thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên ra. Thậm chí tới nơi địa phương, từng phường cũng không có người làm việc luôn. Theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc thì đã có khoảng 37,1 triệu người, tương đương 72,3% dân số Hàn Quốc đã được tiêm một liều vaccine, trong đó 44% tiêm đủ 2 mũi. Nhưng mà tuy nhiên qua cái lễ vừa rồi thì họ lại tăng cái số lượng gặp gỡ nhau. Rồi nhà nước lại nhà chức trách bây giờ lại siết chặt lại quy định. Hôm trước thì cho giãn nới lỏng ra 4 người, bây giờ nó tăng bệnh Covid lên 2.200 người thì bây giờ lại siết chặt cho chỉ được gặp nhau là phải tối đa là chỉ có 6 người thôi đó. Cho nên các bạn thấy chỉ cần mà nới lỏng một chút ra là có vấn đề ngay. Đó là tất cả những cái tin mà tôi có thể nhận thấy được, đem đến cho các bạn cái bản tin ngày hôm nay. Nếu có gì thì các bạn cứ việc comment vào và và bình luận nhiều vào để cho cái kênh nó càng ngày càng phát triển hơn, và tôi có thể biết được những cái thiên hướng của các bạn về những cái hướng nào chúng ta cùng nhau phối hợp làm cho kênh phát triển nha. Trong này có việc đóng góp mà và những cái ý kiến của các bạn nó rất là quan trọng. Xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn nào, tôi sẽ phát song song hai kênh Nissan và Mặt Trời Mới. Nhưng mà nếu những các bạn nào ở bên Nissan mà chưa đăng ký, thì tôi có cái đường link các bạn đăng ký vào kênh mới để xem thêm những cái bản tin quốc tế và những cái bản phân tích về tình hình xã hội của chúng ta. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn.